Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với lại kênh YouTube của Ngân Nguyễn và Cuộc Sống ở Mỹ nha. Hôm nay mình đang ở một cái chợ Đà Lạt của California. Đây, mình quay cho nhà xem. Rồi bây giờ mình sẽ mua những món về để gia đình mình nấu nướng ăn cùng nhau nha. Đây, bây giờ mình đi mua những cái loại để về nhà mình nấu. Đây mình đi mua rau câu và vanilla để mình về mình làm rau câu sinh thủy cho gia đình mình ăn. Đây. Cũng giống như những mấy tiểu bang khác, người ta có chợ Việt Nam. Đây, mình quay cho nhà xem. Đó. Rất là nhiều đồ. Ở ngoài trước mặt mình nè, có một cái quán cà phê Starbucks cũng giống như của tiểu bang Georgia mình á. Thì bây giờ mình qua đây mình mua nước. Bên đường có một cái Starbucks của cà phê của loại Mỹ. Đây, đó. Mình đang ở ngoài chợ Đà Lạt, chợ Việt Nam. Và mình đi lo bộ, mình đi qua đây mình mua nước mình uống. Đây là mình đang đứng ngoài đây để mình đợi nước nha. Ở đường này là đường Garden Go. Bảng menu để mình order nước nè. Phía bên đây thì có ghế ngồi cho khách. Tại vì dịch á, cho nên mình nghĩ người ta ra ngoài đây ngồi. Nhỏ bên Mỹ, bên Cali. Thank you. Rồi đây là mình order cái hai ly này đây. Ở phía trước trong chợ Đà Lạt, chợ Việt Nam bên California. Nó cũng giống như một cái chợ của bên cơ trà của mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ về nhà nấu ăn cùng với lại mẹ chồng mình nha. Đây là gỏi thơm thịt của mẹ chồng mình đây. Đó. Mình có nhúng tay được chút thôi, nhưng mà ngoài ra là mẹ mình chồng mình làm nha. Đó. Và bây giờ mẹ mình sẽ trộn vào nha. Đây là nguyên liệu đã là xong rồi. Cái này bánh mồng tôm nè, dưa leo nè, thịt nè, và tôm, và đu đủ, với lại ngó sen, với lại rau răm, cà rốt, đậu phộng á, mình đâm nhuyễn ra để mình rải lên trên. Còn củ hành này mẹ ngâm để cho nó không bị hăng á cả nhà. Rồi đây là mình có cái hành tím nè, mình phi hồi mình rải lên trên. Rồi bây giờ tới kinh em đi dâm miền nha. Bữa nay là mình làm một cái tiệc cho Ngân Nguyễn Vlog, làm cũng làm YouTube giống như mì mà bên tiểu bang khác qua chơi qua thăm. Thì hai anh em làm một cái tiệc để nấu, tại vì mình chiên gì steak thì mình mới mua steak ra save water, xong rồi mình ốp đồ, rồi mình nướng vú heo với má heo với cái này để nướng. Còn cái này là chili thì mình sẽ làm đồ mễ. Hai anh em phối hợp bữa nay làm một cái video clip cho các bạn coi. Thì bây giờ mình ốp thường trong steak water đó mình có mua cái gia vị thì mình ốp sẵn trong đây để mình cắt ra steak. Mình ốp nguyên cái cục này nè, đó, xong rồi cái mình bỏ lên gia vị nha các bạn. Thì mình ốp nó cỡ 20 cỡ nửa tiếng á, nửa tiếng đồng hồ. Xong rồi mình thích ăn cái mùi vị gì thì mình ốp vô, còn mình không thích thì thôi. Thì cái này mình mua trong Steak Water luôn. 4 miếng này 30 đồng. Mình phải kiếm cái loại thịt bò nào mà mềm mà ngon á. Xong rồi cái mình mua. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Để mình ăn đồ mẹ. Ăn thôi, mình cắt mỏng mỏng ra cái mình ốp thôi. Đó. 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 Ok. Rồi quay cho nửa tiếng nha các bạn. Ok các bạn ơi, để cho một tiếng, càng một tiếng xong rồi sao ăn, hoặc nửa tiếng là ăn được rồi. Ốp nó coi này. Mình thấy chưa? Rất là thơm. Ngon ghê này. Bây giờ mình mới mướn
đầu bếp trắng qua để ướp cái gia vị cho Ngân Nguyễn qua để Ngân Nguyễn ăn nha. Cái này là Ngân Nguyễn request là vú heo với má heo. À, coi nè, thấy không? Tươi rất là ngon, tươi ngon đàng hoàng nghe các bạn. Không hề đông bệnh. Đó, coi nè. Coi nè. Cái này mình ướp gì anh Justin? Này ướp chao. Ướp chao nghe các bạn. Thì mình sẽ lấy một hũ chao ra để đưa cho anh Justin. Bây thì thường thường mình ăn cái loại chao qua cho khán giả nhìn. Chao Việt Nam đàng hoàng nha các bạn. Càng thúi càng tốt thì thường thường gia đình mình ăn cái này á. Má heo này ngon quá. Giao. Quá trời, lát nữa mình nướng hơi cái đồ. Dán đâu nó vừa bị mỹ mà trên bàn. Bây giờ mình bỏ gia vị vô nha các bạn. Thì cái này là chao, xong rồi bỏ dầu mè, xong rồi bỏ nước tương, hai muỗng nước tương, hai muỗng dầu mè. Xong rồi còn cái gì nữa? Nước mắm nữa nha. Dạ. Đường. Đường nữa. Không ơi, bây giờ mình đổ vô. Rồi, đổ vô đều nha các bạn. Tỏi hành xay bắt lấy nước. Chứ không có bỏ tỏi hành vô nước sẽ bị cháy. Rồi. Xong rồi bỏ cái này vô. Bỏ vô hết hả? Thêm muỗng giống vậy thôi được. Đủ cay như được không? Đúng rồi, không đủ thì mình bỏ thêm chứ nhiêu đó. Được rồi. Rồi, mình lấy ba tay mình trụng luôn đó. Ngon hơn khỏi. Trộn bóp nó thấm luôn chứ. Đúng tư luôn nha. Các bạn thấy không, cái này gì, mình mua về cái mình ướp xong rồi bỏ vô nướng ăn hết sảy. Và một là mình bỏ sữa tươi vô nữa. Sữa tươi rồi đổ vô sữa tươi vô nha các bạn. Cái này sữa tươi nè, đổ vô cho nó mềm. Cho nó đều. Thôi gì bỏ ớt hết luôn đi. Một muỗng nữa thôi được rồi. Được. Nhiều người không sợ, ngon lắm. Cái này nướng là ngon lắm. Cái này sợ cay có sợ mà. Nghĩ là có màu đẹp chứ. Rồi. Rồi, bây giờ mình đang nướng nha. Mình đang nướng. Bỏ miếng dầu vô, nên thấy chưa? Nó không bị dính hả trong vậy? Bị dính. Đó là omega. Thơm. Thơm dễ mang. Thơm không? Mà không bị cháy anh Chánh Tình nha. Mở thì không cháy nổi. Hả? Mở không cháy nổi. Mở là nó teo rồi. Giống như em đứng bay kình vậy. Không, nhưng mà em sợ bỏ nhiều tỏi vô nó cháy nè. Tại em bỏ nước tươi, nước mắm gì nó sẽ cháy. À, đúng rồi. Có đường chậm nữa. Gút lại lấy cây dao. Có đường không? Có đường nữa phải không anh? Có đường. Cái dao. Nãy quên bỏ ít đường thôi, tại đợi đường vô nó nhanh cháy. Cái này mình cũng không. Rồi bây giờ mình bỏ. Được. Dao, ok. Bữa nay là Ngân Nguyễn tới nhà mình quay nha.
mình Ngân Nguyễn cũng có một cái channel của YouTube của các bạn nhớ ủng hộ Ngân Nguyễn giùm nha. Bút theo Ngân Nguyễn Vlog thì mình bỏ cái link xuống dưới á, có gì anh em ủng hộ người đẹp giùm. Rồi vô. Rồi giờ ai uống không? Shot. Đúng rồi, bên này uống shot đi. Rồi. Chạy uống không đây? Ok, cảm ơn mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Rồi vô 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 vô. Rồi, rồi hay quá luôn á. Rồi. Rồi vô 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 vô. Yeah. Đấy, đúng là real real super star. Hello ông bà cô chú anh chị và các bạn. Khó quá. Kênh của bên mình là kênh anh Nguyễn Nguyễn Vlog. Thì hôm nay đến với lại kênh của anh Andy Dương Mì thì cũng có một cái duyên, cũng có một cái niệm rất là nhiều ở đây. Cho nên ngày hôm nay anh em tụ họp đây ăn uống quy định bên nhau. Nếu như ai mà muốn biết mà kênh mà dùng nào mà lúc nào cũng mới á, là đến với anh Đề Trên Mì, vậy ảnh lúc nào ảnh cũng quay về cuộc sống đẹp thường của ảnh là như thế nào cho mọi người coi. Đây anh Đề Trên Mì. Chào các bạn, cảm ơn các bạn của cái kênh Ngân Vlog nha. Mình là Andy Dâm Mì thì có gì mình sẽ giới thiệu. Cái này là ở California, bữa nay Ngân qua chơi thì mình sẽ làm cho Ngân là cái này là má heo. Má heo mình bỏ vô cái tấm này để rừng nó có đừng có lọt. Xong rồi bỏ vô nướng nè. Đây là mình ăn đang nướng là má heo nha. Rồi ảnh đó anh đi với Mỹ là lúc nào á, ai mà muốn coi á, thực tế về ở Mỹ coi như thế nào á, hay là cuộc đời thường của anh như thế nào thì hãy đến Andy với Mỹ, cực kỳ là hay lúc đầu. Nó hơi khói nha các bạn. Khói quá là em nói là chặn lại luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái tại vì đó mình bỏ cái cục này nè, cái này là cục rib eye nha, để mình ăn từ từ á các bạn. Đó cục steak thì mình chủ yếu là mình ướp cho Ngân ăn đó. Bây giờ ướp xong rồi bây giờ là đó quý bỏ luôn nha. Quý cực kỳ là quý, tại vì anh em là mà hồi lúc trước mình đã một năm mình đã đến với lại anh Điền với mày rồi, sau này một năm nữa mình quay lại đây thì cũng có là ảnh làm đồ ăn rất là ngon. Đó. Sau đó một hồi á, mình chín xong mình sẽ thưởng thức, mình nói cái gì á, của ảnh nướng như thế nào cho cả nhà biết nha. Cái gì như thế nào ảnh rất là làm về món này rất là ngon. Rồi ok, bây giờ nó chín rồi nha các bạn, thì mình đưa cho em Ngân thì mình sẽ nướng. Mình sẽ thưởng thức cái món của anh Andy Dương Mì á, ngon như thế nào, tại vì cả nhà cũng biết là ảnh nó cực kỳ là nấu đồ ăn rất là ngon, chuyên về là mà bò steak á. Thì hôm nay mình ăn thử cái má heo á mà ảnh nướng ướp cái gì như thế nào để chấm một miếng chao nha. Đây mình dặm thử nha. Đây là cái má heo nha cả nhà. Cái này không phải là khét mà nướng như vậy mới đúng á. Mình ăn thử. Ăn tử thôi đi. Hả? Ừ. Rất là ngon. Cái vị á. Miếng đậu bắp luôn nè. Cái vị á mới có một chút vừa phải, nó không có mặn mà không có ngọt, nó vừa vừa mà nó không có phải là cay quá, nó cay một chút thôi à. Mà chấm cùng với chao còn gì bằng nữa. Ảnh rất là nấu ăn ngon. Mọi người hãy nhớ follow, đăng ký, like, share giùm ủng hộ ảnh nha. Cảm ơn anh, nhà không có chi em ăn được không? Thì các mình dẫn cho các bạn tới cái chỗ bữa nay Ngân làm cho mình ăn gỏi nha các bạn. Qua đây rồi phải không? Ngân bỏ nguyên buổi sáng là làm cái gỏi nè. Em qua đây nè. Cái này em ướp sao vậy? Thấy không? Rất là nhiều. Trong đây á là có làm vừa con vừa thịt thịt này là thịt ba chỉ nè, và có thịt đùi nữa. Rồi rỏi là mình có rất là nhiều luôn, là dưa leo nè, cà rốt nè, ngó sen nè,
đủ đủ nè, rất là nhiều thôi, còn những cái mình chưa nói thì tại vì mình không nhớ luôn. Đây làm cái mâm rất là bự to lớn luôn, có thể ăn mười mấy người luôn á cả nhà. Bây giờ mình ăn giờ cho anh em đi cho mì ăn thử nha cả nhà. Tôm nè, đó, thịt ba chỉ. Cái này là phải bỏ miếng gao vô. Gao dưới các bạn, thấy chưa? Một chấm nước mắm nữa. Quên nước... chia sẻ nữa, có bánh bồng hộp tôm nữa. Hộp tôm và này nước mắm này nha. Nước mắm hồi nãy em ăn nó cái chua ngọt. Ăn thử nha. Đó. Giờ là mình thấy thích rồi, mấy cái món Việt Nam rồi đấy chứ. Cái này mà ăn với thịt bò là hết sẵn nha các bạn. Mình sẽ để bên kia để ngồi anh em qua ăn. Dạ. Ngon quá. Mật này nó đam mê với em mà. Ăn nó ngon phải không anh? Phải bỏ miếng mắm vậy. Nhúng món vừa mặn mặn mà ngọt ngọt rất là thơm. Có hề ba chỉ á, nó đã cái này em làm giòn á, dai giòn ngon, ngon, rất ngon, ngon, rất ngon các bạn, bớt mày, bớt mày, đây, dạ, chính là quan, quan là chính nha cả, đây là quan đâu quên em. Ai? Bỏ miếng vô leo vô. Bỏ miếng chao vô. Có. Còn cái tạp tia ăn cho cái gì? Thôi, cái này mình phải chở nữa, xong rồi mình nướng á, là đừng có để cho nó khét quá. Cái này, à. Cái nhà nhớ là hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh của em đi cho mình nha. Cực kỳ là hay, cực kỳ hấp dẫn. Mình rất xui với lại cả nhà. Nhớ follow cho mình nha. Thịt bò chính nha các bạn. Thì mình sẽ cắt cho Ngân Vlog ăn thử thôi. Chứ mình là chiên gì thịt bò. Và mình làm là steak taco nha các bạn. Đó. Đó nè. Mình vô một cái đi. Julie hai anh em mình vô một cái đi. Vô một cái đi để thưởng thức cái món bò steak của taco của anh. Bây giờ bỏ cái miếng lá xà vô rồi xong cái bỏ miếng thịt vô, bỏ miếng thịt vô nghe các bạn. Mình ăn xong mình thưởng thức xong á làm mình ăn nữa tại mình nhìn miếng bò lên mình không thể nào kiềm chế được nổi. Rồi ok xong rồi cái mình bỏ xôi xà vô, này xôi xà nè tự làm nha các bạn. Rồi miếng gao vô nóng ha. Rồi ok rồi ăn thử đi. Mình sẽ thưởng thức nha cả nhà. Mình sẽ review là cái cách của ảnh ướp cái bò như thế nào. Nóng quá nè. Nóng quá ăn mới đã. Khoan để làm cho mày cái. Rất là ngon. Ủa anh? Thường á em nhớ anh ăn cái này người ta bỏ mấy gà, bỏ này ngon quá vậy. Tại mình không thích ăn gà, mình ăn thích gà, mình ăn heo, thịt bò. Mà cái nhà nhìn nè, cái miếng bò của ảnh á, mình xé cái nhà xem nè, nó rất là, nó không phải là mà mặt khô nha, nó vừa đỏ mà ở trong của nó là chưa chín nha, mình ăn không thích cho chín mà ở ngoài đó, nó không được khô. Trời ơi đã, ơi là đã luôn nè. Ngon, ra đi, ngon, cực kỳ ngon á, ngon thiệt. Ngon lắm. Không phải có những người hiện á, nghe các bạn người ta review á cho nhà người ta là review đồ buồn chứ vợ đồ ăn á không có được ngon mấy người ta review có thôi nhưng mà review á anh em mình là có sao nói vậy là đúng không anh chắc là mau á lúc nào người ta cũng nói thật thà chứ phải mình là cà mau nha hai anh em mình là cà mau nha các bạn. Với gì mai mốt mình sẽ về Nam mình review cho các bạn ở Cà Mau. Cái
cái bò ướp vừa phải mà ăn nó không có khô. Cái nhà biết là mình á, nói không dành xạo đâu nè. Đây nhìn nè đó. Nếu mà khô á là mình bẻ ra là nó khô gan rồi, có nước nè đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ngày hôm nay là em thấy anh làm đồ ăn nào cũng rất là ngon. Cái nhà kinh á đến đó, anh đi với mì, anh sẽ tiếp đón á mọi người rất là thoải mái. Mì mà có cái là anh nấu đồ ăn rất ngon. Cảm ơn các bạn nha. Có gì các bạn nhớ ủng hộ giùm mình tới kênh Andy Yummy. Thì mình sẽ làm nhiều món vô cái kênh của mình đó, mình làm nhiều món đồ ăn rất là ngon cho các bạn kiến thức, và mình đi vòng vòng, mình đi này đi kia. Bữa nay là cảm ơn em gái này qua cùng quê luôn, Cà Mau, qua đây chơi và chung vui dùng kia. Đây là anh Tony, bạn thân mày từ nhỏ tới giờ nha các bạn. Đó. Thì sao ăn được? Lấy 10 đồng đó. Rồi. Không có khô nha, thường á cả nhà biết là mình nướng cái bò lúc nào á mình không biết ớt hay là không biết như thế nào, không biết lửa cắt bò như thế nào á là nó sẽ bị khô, đúng không anh? Cái này rất là mềm, ăn cái gì đó thì nó có một cái chút là nó ngọt ngọt của rồi miếng bò á, rồi đậm đà của cái gia vị nữa, rất là ngon. Ngày hôm nay là khỏi cần phải chơi, rất là ngon. Hai cái kênh của Andy Yummy với Ngân Vlog nha. Thì có gì nhớ subscribe ủng hộ dùng hai cái kênh dùng cho hai anh em mình quê hương Cà Mau. Có gì ăn uống gì á thì anh em mình sẽ bỏ lên. Bây giờ ngăn thì thôi tất cả mọi người đây chơi vui cũng đã vui rồi, thì hai anh em mình đó thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn video tiếp theo nha. Thì ai mà muốn biết là kênh nào lúc nào cũng mới mẻ ở Cali này thì hãy đến Andy Yummy. Anh này luôn lúc nào là quay video lúc nào cũng mới mẻ cho tất cả mọi người xem nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye.